Rồi hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những dự án, những quả cáo AROP cũng như cờ lam miễn phí Túc gửi tới anh em. Hôm nay là thứ bảy đấy, cuối tuần đấy, thì mai là anh em nào có làm công viên viên chức ấy thì có được nghỉ đây, thì mình xin chúc tất cả anh em có một ngày nghỉ cuối tuần là rực rỡ, vui vẻ rực rỡ. Ok, đến với quả kèo này thì Túc hướng dẫn anh em nhận 13 đô token LOAH này. Con này có mặt trên CoinMarketCap này anh em nha. Anh em có thể check này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chatbot làm nhanh luôn. Vì kèo này kèo random thì có 3 5.000 ví may mắn và 800 suất top rep thôi. Thì anh này anh em nào mà có đọc cái trên website của nó cũng như là market của nó ấy, để có thể đọc, click vào đây để đọc này. Đương nhiên thì bây giờ mình hướng dẫn anh em làm nhanh luôn. Thì AROP sẽ kết thúc vào ngày 16 này, 16 tháng 6 này, và bắt đầu phân phối token vào ngày 20 tháng 6. Ok, đường link của này mình có để dưới phần mô tả, em click vào, sau đó nhập captcha và click vào join AROP cho mình. Rồi hiện đang bước trong làm, bước tiên là join trên trên new. Rồi em click vào join này. Kèo này có khả năng là kèo của Trung Quốc này. Rồi, follow Twitter. Rồi, retweet lại cái bài viết anh em nhé. Rồi, em chuyển anh em giao diện của thằng Twitter này. Anh em sẽ theo dõi này. Rồi, anh em kéo xuống này. Rồi, sẽ thả nó có tim này. Như tweet lại thôi. Rồi, tweet lại này. Rồi, sau đó thì quay sang này. Rồi, anh em sẽ join vào trên trên lưu tiếp theo của nó này và gửi cái profiling trên giao tiếp này, gửi profiling trên Twitter cho nó này. Ok, sau đó em kích vào Twitter, kích vào hồ sơ này, sau đó kích góc phải trên màn hình này, rồi kích phần chia sẻ này, sau đó anh em sẽ kích vào phần sao chép vào khai nhân tạo cho mình ấy, vút sang trái này. Ok, khi sao chép xong thì anh em sẽ quay sang gửi cho bot này cái Usilem nha. Gửi đi nha anh em nha. Ok, Usilem Telegram, anh em sẽ đệm vào cổng cho mình này. Quay sang Telegram đấy, Usilem cho mình. Rồi sau đó đăng nhập Usilem vào đấy, anh em sẽ gửi đi này. Rồi địa chỉ BEP20, em quay sang phi chốt của MetaMask em đấy nha. Dạ, kích vào. Bình thường mình dùng phi chốt thì trên phi chốt này nhiều. Rồi sao chép địa chỉ ví này, quay sang gửi cho nó này. Khi mà nó phân phối token, với token về địa chỉ ví anh em đã cung cấp cho bot. Ok, gửi xong thì anh em vẫn bay đến chiếc sư dư này. Ok, vậy đã ghi nhận anh em, anh nhận 13 đô token LOAH này. Khi mà nó phân phối về nhau đó mình sẽ ra video cụ thể thông báo cho em sau nha. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo. Anh em có thể ấn vào red profiling để lấy đường link giới thiệu bạn bè để kiếm thêm token này nha.